Chào các bạn, trong clip này tôi nói đến ngôi sao thứ thứ tự là ngôi sao cuối cùng, thứ tự là thứ tư, nhưng mà tôi nói cuối cùng đấy là ngôi sao thứ lục ở phía đông nam năm 2022. Đây là một ngôi sao liên quan đến nghề nghiệp trí tuệ, dành cho những người mà hoạt động trí não nhiều, ví dụ là bạn về làm về giáo viên, hoặc là dành cho những người đang nghiên cứu, đang học hành thi cử, thì có thể kích hoạt cái ngôi sao số 4 này. Vì nó là màu xanh nên là cũng khi cần kích hoạt thì các bạn phải dùng mộc. Và đây là cái ngôi sao sử dụng đến cái linh phù mộc hoặc là kim tự tháp mộc. Đây không phải là cái kim tự tháp mộc thông thường, vì đây là kim tự tháp ngọc xá lợi. Kim tự tháp ngọc xá lợi tôi làm sẵn để tặng những người làm kim tự tháp sinh cơ cải vận. Cái màu xanh bên trên này chính là xá lợi da của Đức Phật các bạn nhé. Xá lợi, đây là xá lợi Phật. Như tôi có nói là xá lợi tôi có rất nhiều, vì ngày xưa là cứ thấy các sư thầy có ở chùa nào có là tôi cứ thỉnh xin về, và bây giờ nhiều quá thì tôi cũng một là không biết để đâu, hai là cũng muốn gieo duyên cho đi, nên là ai quan tâm, ai muốn thỉnh thì tôi không cho riêng nữa, tôi cho hết vào kim tự tháp. Các bạn nhé, đấy, nhân tiện để chia sẻ để các bạn biết. Đấy, đây là tôi làm sẵn này, ai có nhu cầu tặng luôn đỡ phải chờ. Còn kim tự tháp xanh thì tôi không làm sẵn nên là không có để cho các bạn xem. Cái này thì thực ra là đo đạc thì chắc là năng lượng nó sẽ mắc thôi, vì mắc có nghĩa là mạnh nhất thôi, vì như những cái clip trước thì tôi cũng đo khá nhiều rồi. Kim tự tháp mộc này, đo qua cho các bạn biết một chút. Kim tự tháp mộc bản thân là nó khai quang rồi, đúng không? Giống như tôi nói, nó bằng đồng, nó khai quang rồi nên là năng lượng nó rất là mạnh. Đấy, cái này thì cũng như vậy. Kim tự tháp và xá lợi Phật. Năng lượng cũng sẽ rất mạnh thôi, vì ở trên đây là cái bàn to 9x9, có linh phù, có xá lợi và rất nhiều loại đá, nên năng lượng cũng rất là mạnh. Cái sao số 4 này, giống như tôi nói ngay từ đầu, thì nó dành cho những người hoạt động về trí óc, trí tuệ, chứ nó không thiên về ngôi sao số 6. Ngôi số 6 thì nó thường là uy quyền những người đang muốn thăng chức, thăng tiến. Còn đây là những người đang muốn đỗ đạt, thi cử, học hành, đúng không? Không biết là dịch giã này họ online thì các bạn có quan tâm nhiều đến thi cử, học hành hay không? Trước đây nếu mà về cái màu xanh này các bạn có để ý, thì thời kỳ đầu tôi cũng có hay giới thiệu cho các bạn cái gọi là cái hộp bút, cái tháp cắm bút bằng tháp văn xương bằng ngọc xanh. Tuy nhiên sau đấy thì tôi bỏ không giới thiệu nữa, vì một phần là năng lượng đá thì các bạn biết là nó cũng ở mức độ bình thường. Và thứ hai là nó dài quá nên nó vận chuyển nó rất dễ vỡ, nên là tôi thấy nó lằng nhằng, những cái gì lằng nhằng là tôi bỏ qua. Còn về chọn ngày giờ thì nếu các bạn chịu khó xem những clip trước thì tôi nghĩ rằng với cái chọn ngày giờ này nó cũng khá là đơn giản thôi. Tứ lục ở, đúng không? Tứ lục trong này tôi cũng ghi dùng nghê xanh linh phù mộc và kim tự tháp này.
các bạn chọn sao số 4 bay về đây thì nó vẫn ngày giờ như tương tự như trước. Đây ví dụ là ngày 15 tháng 1 đây. Đây cho các bạn xem qua linh phù mộc này và kim tự tháp xá lợi, ở bên trên là màu xanh đấy là xá lợi. Ngày giờ thì các bạn chọn ví dụ 15 tháng 1 này trong lịch các tường nhé. Sao số 4 ở Đông Nam này, ngũ hoàng nhập trung cung thì cũng chọn ngũ hoàng nhập trung cung 20 giờ này. Dễ thôi đúng không? Cứ đúng ngày giờ này các bạn dán xuống. Nếu mà kim tự tháp các bạn đặt trên cái kệ hoặc đặt vào cái tủ nào nó đỡ di chuyển động đậy, thế này thì các bạn dán băng dính hai mặt hoặc là một mặt tùy, các bạn để nguyên này, các bạn dán thẳng lên thế thôi. Bản thân cái việc bạn đặt một cái vật có trường khí cao, ví dụ như cái linh phù mộc này, vào vị trí Đông Nam, sau đấy chọn ngày giờ sao số 4 bay về Đông Nam, nó kết hợp về khí, kết hợp về phương vị, kết hợp về sao tốt, nó kết hợp tổng hòa các yếu tố lại, thì đấy chính là cái khoa học phong thủy. Mà các bạn cứ đúng giữa ngày giờ các bạn dán vào đấy thôi, thế là xong, chứ không cần một cái giải pháp nào nữa theo tâm linh. Chứ còn nếu mà theo tâm linh thì các thầy lại còn có thể còn bảo các bạn phải thắp hương, phải khấn xin nữa, đúng không, để cho nó kỳ bí thêm một chút chẳng hạn. Nhưng mà đấy là tùy các bạn tin vào phương pháp này thôi. Còn như cái phương pháp khoa học mà tôi có hướng dẫn với các bạn thì cứ đúng ngày giờ các bạn dán vào là xong, chả có vấn đề gì cả. Chỉ có ví dụ là bạn muốn là khai quang riêng cho bạn thì bạn nhờ tôi khai quang riêng đấy. Còn giống có bạn bảo bạn không muốn khai quang riêng để chung cả nhà dùng, đúng không, thì đấy là tùy cái phương pháp. Tuy nhiên là cũng không cần, đây là cái phương pháp khoa học, các bạn cứ đúng ngày đúng giờ các bạn đặt vào cái vị trí đó, dán cố định nó lại, và đến sang năm các bạn thấy sao số 4 nó bay đi đâu các bạn dán tiếp theo vào đấy, nó rất đơn giản. Còn khó quá không biết năm sau nó bay đi đâu thì cứ chờ mua sách của tôi thôi, đúng không. Mỗi năm tôi đều có một cuốn như thế này và phần lớn là tôi đều yêu cầu họ in sẵn như thế này rồi, nó rất đơn giản, đúng không. Với tôi là nó đơn giản lắm rồi, và với cái cách hướng dẫn tôi cũng hy vọng rằng các bạn cũng thể thấy nó đơn giản và dễ hiểu thôi, không có gì khó khăn cả. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo.